Giới thiệu cho anh em nhé, hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái tay biên. Cái tay biên này nó nằm ở trong động cơ nha anh em. Đấy. Để nó nâng lên nâng xuống điều khiển cái trục khỉu. Nó dẫn đến piston hút xả. Quả hút quả xả của con mắc lớp. Đấy. Anh em mà cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé, 097 995 1845 website autorobin.com nhé. Rồi, xin chào anh em.